Đầu năm là thời điểm thích hợp để chúng ta du xuân ở các ngôi chùa lớn trên địa bàn Hà Nội. Trước tiên, chúng ta phải kể đến là chùa Trấn Quốc, nằm trên một hòn đảo phía đông Hồ Tây, nổi tiếng linh thiêng về cầu tài, cầu lộc. Kế tiếp là Phủ Tây Hồ, nằm ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Phủ thờ Lương Hạnh Công Chúa là một trong tứ bất tử theo tín ngưỡng của người Việt. Thứ ba là chùa Quán Sứ, tọa lạc ở phố Quán Sứ. Đây không chỉ là ngôi chùa linh thiêng, thanh tịnh, mà nó còn là trụ sở trung tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và địa điểm cuối cùng không thể bỏ qua trong những ngày này, đó chính là chùa Hà, nằm ở thôn Trung, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là ngôi chùa cầu duyên linh thiêng nhất ở mảnh đất kinh kỳ. Từ những người cô đơn hay những cặp đôi yêu nhau khi đến đây, thì họ sẽ nhanh chóng tìm được và hạnh phúc với một nửa còn lại của mình.